xin chào và chào mừng mọi người tôi là Serial và hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người cách mà cảnh vật trong game được thiết kế như thế nào và cùng bắt đầu ngay thôi nào bắt đầu thì chúng ta sẽ tạo ra một rau plan hay còn gọi là Primitive plan thì rất đơn giản mọi người chỉ cần ấn chuột phải vào màn hình hierarchy chúng ta chọn 3 d object và chọn plan thì đây chính là nơi mà người chơi của chúng ta sẽ đi lại và tương tác khi mà vào trong game nhé và crowd plan này thì mọi người có thể tùy chỉnh cái độ rộng cho nó phù hợp với game của mọi người Mình chỉnh sẽ nó 5 năm nhé Đây Rồi à, Để bắt đầu với lại thiết kế level hay còn gọi là thiết kế màn chơi thì mình sẽ giới thiệu với mọi người ba cái công cụ rất là đắc lực khi mà thiết kế level và thực ra đây không phải là thế mạnh của mình cho nên là nó là những cái công cụ mà mình cũng chỉ mới tìm hiểu gần đây thôi đầu tiên thì để uh, thiết kế level thì chúng ta có ba cái công cụ là pro builder để điều chỉnh cái màn chơi cái thứ hai là Pro Read để có thể snap cái màn chơi có nghĩa là nó sẽ thuận tiện hơn trong cái việc bạn để những cái vật thể vào và nó sẽ uh, phù hợp hơn ha rồi cái cuối cùng là để PolyBrush cái này là để vẽ màn chơi và đầu tiên thì để sử dụng ba công cụ này thì rất là đơn giản tại vì ba cả ba công cụ đều được thiết kế tích hợp sẵn vào trong Unity rồi thì nó là những cái công cụ những cái package mà được Unity khuyên dùng cho nên mọi người có thể vào cái package manager vào windows package manager chúng ta chọn uh, unity register Registry thì đây là những cái package được uh, unity khuyên dùng à ở đây có một cái đầu tiên thì mọi người search là Pro Builder. đây và mọi người ấn install ở đây thì mình đã uh, cài đặt sẵn giúp cho mọi người rồi cho nên là hiện tại thì mình ở uh, uh, mình cài đặt sẵn rồi cho nên là nó chỉ có remove ở đây thôi cái thứ hai là mọi người có thể search à, uh, read Ok, <laughs> nhưng mà mọi người sợ thì nó sẽ không ra ProRead đâu nha Cho nên à, cái ProRead này là một cái experimental Có nghĩa là hình như là bản dùng thôi Thì à, mình thấy rất nhiều người họ khuyên dùng cái ProRead này Nhưng mà Unity vẫn chưa có nên là mọi người có thể à, sử dụng đây Cái com.unity.proread Mọi người thêm cái package này bằng việc là chúng ta ấn vào cái dấu cộng ở đây này Mọi người ấn vào là Add package from Git URL và mọi người ấn cái mà mình vừa đọc ấy là com unity à, gấm, đó và nếu mọi người để tên đúng như thế này thì, thì rất có thể và chắc chắn luôn là mọi người sẽ tải được cái broris này về thôi xong và cái cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái là polybrush cái này sẽ giúp cho chúng ta à, vẽ trong cái màn chơi rất là thuận tiện hơn rất là nhiều và mọi người chỉ cần ba cái bắt kỳ này là chúng ta đã có thể thiết kế màn chơi rất là tốt rồi và ngoài ra thì uh, trong video sau mình sẽ giới thiệu với mọi người về render pipeline cũng như là những cái uh, để cho màn chơi của chúng ta đẹp hơn thì chúng ta sẽ làm cái gì rồi uh, đầu tiên ấy, thì uh, để thiết kế cái màn chơi thì trong game của mình uh, đây là một game của những người uh, trong lớp của mình uh, làm thì mình uh, thích, xin sử dụng thử để giới thiệu với mọi người cho nhanh và gọn thì đây là một game về kinh dị À, thì đầu tiên để có thể đây là một cái map mình sẽ mở cái map lên cho mọi người xem đơn giản là các bạn ấy thiết kế một cái map bản đồ game kinh dị thôi và mình sẽ làm sao để thiết kế được cái map này thì rất đơn giản đầu tiên nhé mọi người tạo ra một cái folder là material này hoặc là nếu như mọi người chưa có thì mọi người tạo mình đã tạo sẵn rồi và chúng ta sẽ tạo ra một cái material mới này thì material một xíu nữa mình cũng sẽ giới thiệu mọi người material là cái gì nhưng mà bây giờ mình sẽ sử dụng trước và xíu nữa chúng ta sẽ quay lại vấn đề này sau nha rồi à, để sử dụng cái material, à để cho cái bản đồ chúng ta nó có material này thì mọi người rất đơn giản là kéo cái hình à, map cái hình bản đồ mà mình vừa tải về của các bạn chúng ta để vào map này đó thì à, các bạn đã có một cái material, một cái bản đồ của cái map người chơi của à, của những nhà thiết kế làm game thiết kế rồi cho nên là mọi người có cái máu này mọi người đơn giản là chúng ta kéo vào cái plan đây ok rất là tốt thì đây chính là cái màn chơi của các bạn thì uh, bây giờ mình sẽ làm một cái việc đó là giúp cho mọi người uh, giúp cho các bạn uh, thiết kế cái màn này thì đây là một cái ở đây thì nhìn nó hơi mờ mình sẽ mở cái này để mọi người hình dung này đó thì chúng ta có classroom 1, classroom 2 có nghĩa đây là một cái phòng đơn giản là một cái phòng thôi và đây thì nó giống với cái hình y chang là các bạn vừa xem mà nó bị lật ngược ấy <laughs> đây ok thôi rồi rồi nó bị lật ngược thôi không sao cả thì bây giờ mình sẽ làm một cái việc đó là tạo những cái bức tường xung quanh cái màn chơi này à, thì để tạo cái bức tường này thì chúng ta sẽ sử dụng cái uh, package cái ứng uh, cái, cái cái ứng dụng đầu tiên mà chúng ta mình giới thiệu đó là ProBuilder thì để sử dụng ProBuilder rất là đơn giản uh, mọi người chỉ cần vào tool này chúng ta chọn ProBuilder và các bạn chọn ProBuilder Window thì nó sẽ xuất hiện cái cái cái, cái Pro này đó và mình để tiện hơn thì mình đã thiết kế cái ProBuilder này để đây để cho nó tiện thôi nếu không gì cả <laughs> rồi thì với cái Pro Builder này mọi người có thể làm một việc đó là chúng ta có nhiều cái công cụ rất nhiều công cụ như là new shape mình sẽ thử sử dụng một vài cái new shape để mọi người xem thử thì trong thiết kế level hay là thiết kế màn chơi thì chúng ta có một cái là new à, cái là pro read ở đây này khi mà mọi người di chuyển con chuột chúng ta ấn vào new shape nhé khi mọi người di chuyển con chuột này các bạn sẽ thấy là nó có một cái chấm màu vàng ở đây và khi mọi người kéo chấm màu vàng thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái hình và cái hình này có thể tùy thích theo các bạn thôi à, hiện tại mình đang chọn là cướp mọi người có thể chỉnh nó lại bằng cái xếp này và chúng ta tạo ra một cái hình mới đó là cái cổng đó thực ra đây là những cái gọi là primitive shape thì nó trong nó rất là là, là đơn giản và nó uh... ok thì nó nói chung là nó đơn giản thôi ở đây có một cái vài cái hình như là cầu thang này mà mọi người cũng có thể sử dụng ô oh. À như thế này, ok, rồi <laughs> Nhà mắt mình sử dụng nó y chang với lại cái cúp Thì uh, như mình chia sẻ hồi nãy với mọi người Thực ra thiết kế mạnh của mình cũng không phải là thiết kế level Và đây chỉ là những cái mà mình uh, tìm hiểu của những người đi trước thôi Và hiện tại thì mức của mình rất là đơn giản Có thể là mức của mình, cái mức của mình, cái kinh nghiệm của mình về thiết kế level cũng giống như mọi người, tất cả mọi người Thì mình chỉ giới thiệu những phần mà mình biết chắc chắn Rồi thì bây giờ à, với cái thiết kế về những cái tường thì mọi người có thể sử dụng cái giống hồi nãy của mình à mình giới thiệu đó là chúng ta sử dụng xếp và mọi người có thể tạo ra từng cái tường như thế này đó cũng rất là đơn giản thôi nó không phải là cái gì nó quá phức tạp nhưng mà nó sẽ rất tốn thời gian và theo mình thấy thì nó tốn thời gian thật và thực ra nhé thiết kế level không phải là một cái mà nó à, nhanh như mọi người tưởng tượng hoặc là thực ra chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng nó cả và để có thể tốn à, ít thời gian hơn thì mình có uh, thử nghiệm cái sử dụng cái pro và mình thấy có một cái và uh, mình cũng đã xem một vài người đã làm đó là chúng ta các bạn chọn vào new polysap này thì new polysap này đơn giản là nó sẽ tạo cho các bạn một cái ảnh thôi à, một cái shape giống như hồi nãy thôi à, và uh, với việc sử dụng pro riz thì khi mọi người di chuyển con chuột như thế này uh, mọi người sẽ thấy nó không snap có nghĩa là nó không uh, tự động uh, đi vào những cái ô mà mọi người thích có nghĩa có nghĩa là ở đây nó có thể là một cái số thập phân. Thì nói chung là nó không dính vào góc từng góc của cái ô ấy. Thì mọi người có thể sử dụng ấn control và như mọi người thấy là nó sẽ snap với từng góc của ô như thế này và rất tiện hơn cho chúng ta rất là nhiều. Rồi thì bây giờ để tạo ra một cái tường thì mình chỉ giới thiệu với mọi người một vài cái uh, bức tường nhỏ trong cái bản đồ này thôi. Thì rất là đơn giản mọi người chỉ cần ấn vào new poly shape này, chúng ta phóng to ra ở những cái hình mà cái bản đồ những bạn trong nhóm mình đã làm thì à, bây giờ mình sẽ để vào một cái mép góc tường này. Rồi, và mọi người ấn chuột trái nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ kéo xuống ở dưới này và mọi người có thể giữ chuột trái để cho nó snap như thế này. Và với cái à, những cái cái ảnh cái bản đồ trong nhóm thành viên mình thì hình hình như không có cửa nhưng mà mình sẽ tự động thiết kế một cái cửa ở đây cho giúp cho các bạn luôn. Thì à, mọi người có thể ấn vào cái nút ở ngay cái góc tường ở đây nhé. Và chúng ta thêm một cái cửa ở đây này. Đây. Đơn giản là mình chỉ để cách nó ra thôi. Mình để nó ra một phần để cho nó tạo ra một cái cửa thôi. Và mình sẽ tiếp tục kéo và tạo ra cái bức tường nhé. Ok, và bên này thì chúng ta cũng làm y chang như vậy. Mọi người sẽ kéo ở đây nhé. thực ra thì trong 2D thì mình thấy cái vạn, cái, cái việc thiết kế bản đồ hoặc là thiết kế level thì nó rất đơn giản hơn rất nhiều, nhưng mà trong 3D thì nó có nhiều hình hơn. nên là nó sẽ cũng sẽ tốn thời gian hơn nữa rồi và chúng ta làm hết một vòng như thế này đó thì, ok rất là tốt thì bây giờ chúng ta đã có một cái khuyên cái khuôn mẫu à, mẫu của một cái hành lang thì à, hiện tại thì nó chỉ là một cái hình 2 d thôi thì để cho tiện hơn thì đầu tiên là mình sẽ chỉnh cái plane này xuống một xíu để chúng ta có thể thấy rõ được cái hình ha đây đây là cái hình của polyshape và tiếp theo thì để tạo ra một cái hành lang hay là một khung tường thì rất là đơn giản mọi người có thể sử dụng cái Extrusion ở bên Inspector này Mọi người kéo nó lên một xíu này, Mình để khoảng là 5 đi Thì uh, đây chính là từ cái hành lang của chúng ta Thì hiện tại trong cái, cái dự án này thì mình chưa có cái con nhân vật để có thể thử nghiệm cho mọi người cho nó đi qua cái hành lang này Nhưng mà mình sẽ giới thiệu một xíu Rồi uh, sau khi thêm Extrusion thì mọi người có thể tì, uh, ấn vào cái check Flip Noble này Để chúng ta có thể nhìn những cái góc nó tốt hơn thì đơn giản là mọi người nhìn trực diện vào cái góc nào thì nó sẽ không mất cái bức tường ở góc đó nhưng mà cái góc mà chúng ta không nhìn thì nó sẽ mất cái bức tường để chúng ta có thể nhìn thấy rõ và mọi người có thể ở tắt nó đi để thấy rõ cái nguyên mẫu nó trông như thế nào rồi thì với cái việc mà hồi nãy mình đã làm đó là mình chỉnh theo từng góc như thế này thì ở đây là một cái hành lang nhé và đây là cái bản đồ này thì bây giờ nó có những cái góc ví dụ như là đây thì đây là những cái hành lang mà thực ra nó ở chỗ này nó là thông cho nên là mình sẽ làm một cái việc nữa đó là mọi người ấn vào cái hình mà chúng ta muốn à, thực hiện muốn thay đổi này mọi người ấn có thể ấn vào cái edit poly shape, hoặc là mọi người à, hình như ấn vào edit poly shape thôi <laughs> ok và chúng ta sẽ chọn chọn vào cái face selection đây face selection và khi mọi người ấn vào face selection thì khi mọi người để vào một cái mảng á, thì nó sẽ hiển thị một cái màu vàng nhạt để cho bạn biết là bạn đang chọn vào cái mảng đó thì chúng ta sẽ chọn cái mảng này đi và xóa nó đi thì mọi người có thể sử dụng xóa bằng việc đó là delete face này hoặc là mọi người ấn phím tắt là bắt back, bắt có nghĩa là cái cái từ bắt ấy nhé hồi nãy mình, mình 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 thật ra mình xài lúc đầu mình bị dầm lẫn từ cái delete rồi và mọi người có thể xóa nó đi trực tiếp như thế này ok ở đây thì chúng ta có một cái cửa thì hình như là cửa ở đây thì mình cũng sẽ xóa nó đi đó rất là đơn giản chưa? rồi tiếp theo thì mình cũng sẽ làm tương tự với classroom cái hai cái phòng học ở đây và đơn giản đơn giản thôi bây giờ mình sẽ thêm skip một tí và thực hiện cái classroom này nha Rồi thì đây chính là cái hành lang cũng như là hai cái phòng mà chúng ta sẽ chơi trong cái tự game của các thành viên trong nhóm mình và tiếp theo thì mình sẽ làm một cái việc đó là mình sẽ giới thiệu với mọi người về cái làm sao để chúng ta từ cái nguyên mẫu này thì chúng ta thay đổi và trông cho nó đẹp hơn thì có rất nhiều cách ở đây thì các bạn có thể sử dụng trực tiếp ví dụ như trong cái bucket của mình trong cái ở trong cái uh, access của mình thì uh, đây là một cái game kinh dị nên chúng ta có một vài cái ảnh ở đây thì ở đây ví dụ như chúng ta có một cái là cửa đi thì mình để tìm xem à với những cái classroom này thì mọi người có thể đặt trực tiếp lên cũng được không sao cả <laughs> thì uh, thực ra uh, những cái access thì mình nghĩ cũng họ cũng có sẵn những cái classroom như thế này rồi và việc chúng ta đơn giản là đặt nó vào trực tiếp thôi để làm 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 những cái bất kỳ đặc xếp thì người ta đã làm sẵn cho mình rồi đây như thế này ok và đơn giản là chỉ cần snap cho nó ổn nữa thôi là được ok à, nhưng nếu như chúng ta muốn làm một cái việc đó là tự tạo ra một cái bản đồ như thế này thì làm như thế nào thì bây giờ mình sẽ để một cái classroom để mọi người có thể nhìn thấy nguyên mẫu của nó trông như thế nào trước nha. Ở đây thì mình thấy có một vài cái đó là nó thứ nhất là cái phòng học này nó sẽ có một cái có một cái nền sàn và có một cái tường trông như thế này. Thì bây giờ là một chúng ta phải cần làm một cái việc đó là làm sao để thay đổi cái bức tường mà chúng ta vừa mới tạo ở đây cho nó phù hợp và nó giống với lại cái bức tường này cũng như là làm sao để cái sàn nó cho nhìn cho nó giống và ở đây thì để năm thì mình thấy hơi cao so với cái bức uh, cái, cái cái phòng à, có sẵn trong mặt xét cho nên mình sẽ chỉnh lại một xíu à, nhiều quá thì nó không cho chỉnh được mình sẽ để ba thôi ok rồi rất là tốt à, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái gọi là material thì với tất cả những cái phòng mà những cái access mà có sẵn như thế này thì nó đều có một cái gọi là material sẵn. Đây. Ví dụ như cái phòng học uh, ở đây thì nó có vài cái cửa sổ này. Thì khi mọi người ấn vào một cái phòng hoặc là một cái vật ấy thì nó sẽ có uh, đương nhiên là nó sẽ có một cái là gọi là mesh uh, filter. Thì đây chính là cái mà nó hiển thị là cái hình ảnh cái phòng của chúng ta nó sẽ trông như thế nào. Và khi mọi người thử tắt cái messenger này đó mọi người sẽ thấy là nó sẽ tắt đi cái ảnh của cái phòng thôi. Rồi và trong cái phòng này thì mình sẽ chú ý một vài điều. Đó là material thì ở đây nó có một vài material là plaster dirty, uh, wood plank floor, uh, window glass. thì khi mọi người ấn vào một cái material nhé ví dụ như window glass này hoặc là ấn vào plaster dirty này, đó mọi người sẽ thấy nó hiện đỏ lên một vài phần thì cái phần mà hiện đỏ chính là cái phần mà cái material này đảm nhiệm ví dụ như khi mọi người thay cái uh, material plasticity này thành một cái uh, khác đi nhá ví dụ như mình thay thành cái màu vàng này đi ở mọi người sẽ thấy là cái phòng của chúng ta nó sẽ thay đổi cái uh, cái ảnh mà người chơi cũng như là lập trình viên thấy trong cái phòng rồi mình sẽ revert lại như hồi nãy rồi thì với trong 3D thì cái việc mà thay đổi một cái ảnh thì nó chỉ tương tự như vậy thôi thì thực ra với cái phòng này thì thực chất nó vẫn giống với lại cái primitive shape mà mình vừa tạo ở đây và mình nghĩ thì những cái này thì mình không phải là thế mạnh của mình nhưng mà à, mọi người có thể tạo ra một cái phòng như thế này bằng việc đó là chúng ta sử dụng một cái gọi là blender, blender mình thấy thì theo mình thấy thì Blender là một cái công cụ miễn phí và được sử dụng rất nhiều bởi những artist cũng như là những nhà thiết kế level thì mọi người có thể sử dụng nó để tạo ra những cái nguyên mẫu như thế này và với Pro Builder thì mọi người có thể xuất cái primitive shape của mọi người ra và chỉnh sửa nó trong Blender sau đó chúng ta để vào lại bằng một, bằng một cái sử dụng rất là tiện thì mọi người có thể ấn vào một cái shape này chúng ta ấn chọn vào export đây đó sau đi, sau khi mọi người xuất ra thì chúng ta sẽ chỉnh sửa trong blender hoặc hoặc là một cái công cụ tương tự rồi thì đó chính là phần giới thiệu của mình về material thì material đơn giản là nó sẽ à, render nó sẽ hiển thị cho người dùng cho những lập trình viên biết đó là cái ảnh của mọi người nó sẽ trông như thế nào và tương tự như vậy thì để chỉnh sửa với lại cái à, đầu tiên thì mình sẽ lấy một vài cái cái resort trước đi nhé đây ví dụ như một cái một vài cái phòng đi mình sẽ có room chính để cho nó đa dạng hơn thôi chứ nó không không có gì cả rồi room mười hai hai sẽ để sang đây nha đơn giản là mình muốn nhìn nó trước nó sẽ trông như thế nào thôi mình sẽ để sang đây rồi thì như mọi người chú ý đây là ở đây chúng ta có một vài cái phòng và có rất nhiều material khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái việc đó là chỉnh cái material của hành lang cho nó phù hợp với lại cái ảnh mà mình mong muốn. Thì đầu tiên thì chỉnh để chỉnh material rất là đơn giản. Mọi người ấn vào face section này. Chúng ta có một cái ở đây gọi là material editor. này. Và ví dụ như mọi người muốn chỉnh cái tường của hành lang thành cái tường. À đây là một game kinh dị nữa cho nên là cái tường nó nhìn không phải là cũ đâu mà nó đơn giản là người ta muốn làm như vậy thôi. À tường của hành lang thành cái tường như thế này đi. Ok, cái tường gạch này đi. Thì bây giờ mình sẽ đầu tiên là chúng ta phải cần biết được là cái tường gạch này là cái tường à, nào trong material. Thì với cái access mà bọn mình sử dụng thì mọi người có thể chọn vào cái À, mọi người có thể ấn vào thử này để xem cái material nào đang được sử dụng này và đây như mọi người thấy là khi mà mình ấn vào concrete b à, không phải là ồ, sao nó hiện đỏ lên hết nhỉ concrete b này thì mọi người sẽ thấy nó hiện đỏ lên những cái phần mà mình sử dụng à type nhé đây type blend thì đây chính là cái material à, cái nền gạch này mà mình muốn sử dụng cái nền gạch này cho cái hành lang thì bây giờ mình sẽ làm một cái việc đó là vào table này và kéo cái tile này lên trên vào để bất kỳ chế chỗ nào mọi người thích có thể là uh, ALT5, alt 7 gì đấy. Rồi, mình sẽ để tile ở đây. Sau đó, mọi người chọn vào cái xếp Và mọi người uh, rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ tùy ấn vào một cái xếp này và nếu mọi người muốn thay đổi cái hình của cái shape này thì chúng ta sẽ chọn cái ALT 7 ở đây hoặc là mọi người có thể sử dụng phím tắt luôn. Đó, sau khi ấn vào ALT7 Thì mọi người cái xếp của mọi người Nó sẽ được thay đổi à, Thành cái nền gạch như thế này Ui cái nền gạch này nhìn xa nhìn xấu thế Hay là nó không giống với cái nền gạch này nhỉ À ở đây thì có một vài cái Kỹ thuật mà mình cũng muốn giới thiệu với mọi người Thì thật ra cái này không phải là kỹ thuật đâu Nó chỉ đơn giản là cách mà chúng ta hiểu thôi Thì à, như mọi người thấy là Cái tường này nó sẽ không giống với cái tường này Này Mọi người để ý nhé cái tường của chúng ta nó sẽ có một cái vệt à vệt gọi là vệt dơ đi ở ngay chính giữa thôi và một cái tường thì nó chỉ có một vệt thôi và với cái tường của mình thì mọi người sẽ thấy là nó có tới ba cái ba cái vệt dơ trên một bức tường thì cái này tại vì sao nó lại như vậy thì khi mọi người ấn vào cái xếp này và mọi người chọn vào cái uv editor thì à, UV Editor Ok, thì nếu như mình không đọc đúng cái từ UV Editor này mọi người giúp trình mình chỉnh lại nhé Thì hiện tại mình sẽ sử dụng là UV Editor thôi Thì đơn giản thì UV Editor là một cái nơi mà nó sẽ hiển thị cái 3D mesh của mọi người thành cái ảnh 2D Đây, khi mọi người thống to cái UV Editor này Mọi người sẽ thấy là nó có một vài cái Đầu tiên là chúng ta đang select cái tường này Thì nếu như mọi người chọn một cái tường khác này đó, thì đơn giản là nó sẽ là một cái tường khác thôi đây là cái tường mà chúng ta vừa chọn và nếu như nó là hành lang thì mọi người chọn vào đây thì đơn giản là nó sẽ hiển thị cái uh, ảnh 3D mesh của mọi người thành một cái ảnh uh, những cái cảnh 2D thì ở đây với UV Monitor mọi người có thể tùy chỉnh cái cái mà người dùng cũng như là lập trình viên thấy uh, cái uh, ảnh mà người dùng và lập trình thấy lập trình viên thấy, đập, đập trình viên thấy uh, đối với cái cái mess của mọi người nó sẽ trông như thế nào đầu tiên thì cái mess ban đầu của chúng ta là một cái tiling thì ở đây mọi người có thể tìm hiểu kỹ hơn trên mạng về những cái tile uh, tiling và alignment mode và những cái offset này như thế nào thì mình sẽ giới thiệu với mọi người sơ về một vài thứ thôi đầu tiên thì về fill mode ví dụ như tile đi thì mình sẽ tắt đi cho mọi người thấy rõ hơn hiện tại chúng ta đang chọn cái chế độ là tile thì nếu mình chuyển nó sang thành fit này đó, mọi người sẽ thấy là nó sẽ thay đổi dựa trên cái chế độ mà mọi người mong muốn và với cái chế độ fit này thì uh, thực ra nó không giống với lại cái mình mong muốn lắm đây là cái ảnh của người uh, đã tạo ra set này và đây là cái ảnh của mình thực ra thì nó không đẹp lắm cho nên là mình nghĩ là họ có thể sử dụng cái stress này thì square đơn giản thì nó sẽ là một cái chế độ mà nó sẽ phóng to cái ảnh của mọi người uh, theo cái ảnh thực theo cái cái hình thức mà mọi người mong muốn thì cái chế độ này thì thật ra nhìn nó cũng khá ổn thôi nhưng mà nó không, không đẹp lắm mình sẽ sử dụng tiếp tục là thai đi thay là một cái uh, uh, rất là tốt nếu mọi người sử dụng trong những cái tường hoặc là hành lan thì ở đây nó hơi to một xíu nên mình sẽ chỉnh lại ví dụ là mọi người có thể uh, tùy chỉnh nó bằng tùy chỉnh Offset này hoặc là mọi người có thể Tiling này thì với thai linh nha thì đơn giản là nó sẽ phóng to và thu nhỏ cái ảnh của mọi người như thế nào thôi thì mọi người có thể chỉnh lại nó thành 0.5 mọi người thấy một cái sự khác biệt đây cái ảnh của mọi người nó sẽ nhỏ hơn một xíu nếu mọi người chỉnh nó lên 4 thì à, à, nhìn nó cũng không đẹp lắm để hai thử xem hai ok thì mình đã thấy nó khá giống với set của người làm ra rồi đây là cái ảnh của người ta ok và đây là cái tường của mình Ok, rồi cũng rất là đẹp. Thì mọi người có thể tùy chỉnh cái vệt dơ này, cái hình, cái vị trí mà mọi người mong muốn bằng việc là mọi người có thể tùy chỉnh trực tiếp trong cái UV editor. Ví dụ như cái mọi người muốn cái vệt dơ cái tường của mọi người nó cao hơn một tí, mọi người có thể kéo nó lên trên như thế này. Ok, là chỉnh về offset nhé. Rồi, thì sau khi mà mọi người đã chỉnh xong rồi ấy thì chúng ta sẽ làm việc tương tự với những cái bức tường này bức tường còn lại thì mọi người có thể trực tiếp làm một việc đó là chúng ta copy paste thôi hoặc là mọi người điều chỉnh tất cả những cái tường này giống như cái 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 cũ mà chúng ta đã làm hoặc mọi người có thể làm một cái việc đó là chúng ta sử dụng à, phím tắt <laughs> ok thì đâu để mình xem à, mọi người thứ nhất là mọi người có một vài phím tắt mà mình muốn giới thiệu đó là select by material thì à không cái đó không phải phím tắt à, mọi người có thể làm một việc đó là À, mọi người ấn vào Control Shift Control trái và Shift trái nhé. Hả? Sau đó mọi người à, ấn vào đây Control các bạn giữ Control Shift và chúng ta ấn vào chuột phải. Đó. Thì nó sẽ điều chỉnh cái UV Editor. UV Editor. ấn vào chuột trái nhé. Mình xin lỗi. Thì nó sẽ tự điều chỉnh UV Editor của chúng ta và hình như nó cả điều chỉnh luôn Material kìa. <laughs> OK, nó chỉnh luôn cả Material rồi thì mọi người click hai lần thì như nó mới chỉnh material ấy. ok và chúng ta đã xong cái hành lang và tường thì bây giờ còn một việc nữa thôi đó là chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái à, hành lang này thì hành lang này cũng chúng ta sẽ làm tương tự và mình sẽ giới thiệu với mọi người để mọi người à, dễ dàng làm quen thôi thì hành lang thì việc đầu tiên mà chúng ta sẽ làm đó là điều chỉnh material thì với material này mà mình có thể sử dụng cái sàn gỗ mình khá thích cái sàn gỗ này và sàn gỗ là đây à, wood plank âu thì mình sẽ giới thiệu với mọi người lại thôi để mọi người có thể quen dùng thì chúng ta sẽ để vào t8 rồi sau đó chúng ta chỉnh cái sàn gỗ và nếu nó chưa đẹp lắm thì chúng ta sẽ điều chỉnh vào cái uv editor thì ở đây thì mình không biết là người ta làm như thế nào nhưng mà mình cứ làm thế nào cho nó đẹp mắt là được thì đây là một đang là chế độ tiling thì uh, mình nghĩ với sàn gỗ thì mình sẽ sử dụng kết đi ờ uh, nó không đẹp lắm nha ok để tay tiếp được <laughs> đây rồi mình nghĩ về là khá ổn uh, sau khi điều chỉnh sàn gỗ xong thì uh, đương nhiên là cái pro builder này vẫn còn rất nhiều chức năng thì mình sẽ giới thiệu mọi người tiếp tục trong những cái video tiếp theo hiện tại thì uh... rồi mình sẽ điều chỉnh Uh, tiếp cái phòng này nhé cho nó quen uh, select hai cái này sau đó thì apply vào uh, sẽ lấy cái này qua nó là floor check ba ok và tường này plus uh, plus 30 ok rồi phần này mình sẽ làm nhanh thôi để mình sẽ tiếp tục giới thiệu với mọi người về một cái chương trình khác floor 3 và chúng ta hơi tắt cái này đi à mọi người có thể liên tục chọn những cái tường này bằng việc đó là mọi người ấn vào control nhé mọi người giữ control và mọi người chọn tường thôi rồi chúng ta sẽ thay bằng plus dirty à đây sau đó thì chúng ta sẽ thay cái UV editor và cho nó chế độ Tiling với 42 gì đấy à cái tường này thì mình nghĩ để scratch nó sẽ đẹp hơn ấy và mọi người có thể chọn tất cả những cái material ở đây thì mình có mà những có những cái material này áp dụng cho cái tường thì mọi người có thể chọn vào cái material này chúng ta chọn vào select by material và chúng ta trực tiếp thay đổi cho nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều và đây chúng ta sẽ chọn mình sẽ chọn cái này thành stress nhé để trông nó không biết nó có trông giống với cái tường cũ không 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 nó không giống một tí nào cả <laughs> ok mình sẽ đổi nó lại thành thai phí đi mà nhìn nó cũng rất là xấu nhé khó chịu thế à không phải xin lỗi mọi người à, mọi người để cái thai này lại bằng một nhé mình sẽ để nghĩ là để stress thì nó sẽ đẹp hơn rồi ok rất là tốt thì nó đã nó nhìn rất là giống cái tường cũ này rồi ở đây nó có một cái viền này, ở trên viền này. Ok, nhìn rất là đẹp. À, tiếp theo thì mình cũng sẽ chỉnh cái uh, ảnh này. Cái, cái cái material này thành nó lại. Mình sẽ để là vẫn là thai nhé, mình nghĩ cái này người ta để bốn đấy. Ok, cực giống luôn, rất là đẹp. Rồi, tiếp theo thì uh, mình sẽ làm một cái việc đó là giới thiệu với mọi người. Bây giờ chúng ta đã có thai material. Thì bây giờ làm một cái việc nữa đó là làm sao để có thể đưa những cái vật cái uh, những cái bàn ghế những cái cửa của chúng ta vào trong với lại uh, tự game vào trong level vào trong màn chơi uh, hồi nãy thì mình vẽ cái này nó hơi lệch một xíu ok đi sẽ cho dọn ẩn nó đi hoặc là mọi người có thể làm một cách nào đó à, <laughs> làm thì kỳ quá ok rồi ổn rồi đó rồi thì bây giờ để mà đưa những cái vật vào trong game thì hầu như là không có nhiều cách và ra mình cũng không nghĩ là nó sẽ có nhiều cách à, đơn giản với những cái tự game như thế này với nhiều game nhé họ sẽ có thực toán để generate nhưng với những cái access như thế này thì mình không có mình không nghĩ ra một cách nào để có thể làm trực tiếp cả thì à, đơn giản thôi ví dụ như ở đây chúng ta có cái là đo đi ha này đo quay thì rất là đơn giản để có thể tạo ra một cửa thì mọi người chỉ cần việc đó là chúng ta copy vào chúng ta đưa vào thôi thì <laughs> đơn giản là chỉ là vậy thôi ví dụ như cái game này cái ở đây cái game này thì nó có một cái cửa và cũng trông rất là, là ổn rồi đây ví dụ như cái cửa này đây nó vừa với cái cửa này đúng không? hồi nãy mình quên mất là mình không có để cái cửa mà giờ nó hơi to thì mình sẽ đặt vô trước cho mọi người thôi nhé. đây, mình không biết có cách nào để chỉnh nó to hơn không <laughs> để cho nó vừa hay không? thì mọi người cũng có thể sử dụng Robuder để tạo ra cái cửa và cách đơn giản là cái cửa này thực ra nó cũng chỉ có là một cái shape và mọi người có thể À, thay đổi cái material của nó thì phần hồi nãy mình đã giới thiệu với mọi người rất là nhiều rồi cho nên là mình cũng sợ mọi người tốn thời gian mình rất là trân trọng thời gian của mọi người cho nên là mình sẽ tiếp tục để như thế này trước mắt đã nha và đó là cách mà mọi người có thể đưa vật phẩm vào trong game với tương tự với bàn ghế các thứ các thứ rất đơn giản đúng không ok thì thực ra thì cái này làm chúng ta vẫn làm được chỉ điều là nó hơi tốn công thôi nên là mình sẽ sử dụng một cái nữa đó là Polybrush và bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người về Polybrush. Thì uh, Polybrush này là một cái công cụ để giúp chúng ta vẽ những cái cửa, uh, những cái tường như thế này rất là nhanh hơn và tiện hơn rất là nhiều. Thì sau khi cài đặt Polybrush mình đã giới thiệu với mọi người ở đầu video thì bây giờ chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. Mọi người có thể vào tool này Polybrush và chúng ta chọn vào Polybrush window. Rồi hiện tại thì mình sẽ không làm gì với pro nữa cho nên là mình sẽ tắt cái pro này đi cho mọi người dễ nhìn <cười> <cười> rồi với body brush này thì chúng ta có một vài công cụ à, đầu tiên đó là uh, group on mesh thì cái này mình sẽ giới thiệu qua sơ với mọi người thôi chứ mình uh, không nghĩ là nó quá quan trọng hiện tại thì ở đây có một cái đó là brush radius uh, outer và inner radius thì mọi người có thể nghịch thử cái này nhé. đơn giản là mọi người có thể nghịch thử thôi thì đơn giản là nó sẽ uh, nó sẽ là một cái vòng Outer radius là cái vòng ngoài và inner radius là cái vòng trong và mọi người có thể thử à, sử dụng trực tiếp trên nó luôn. Đây mình sẽ thử sử dụng cho mọi người xem. Ví dụ như mình chọn vào cái polyshape này. Ah, à, poly polyshape một là cái phòng này đúng không? Rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái việc đó là sử dụng cái uh, body brush nhé. lỗi mình mọi người lý do vì sao hồi nãy nó không chạy đó là vì đầu tiên là mình để cái strain là một không thì bây giờ mọi người sẽ có thể chỉnh cái strain lại một và mình sẽ giới thiệu mọi người thêm một cái lý thuyết nữa cái này là lý thuyết cũng khá là quan trọng nhé đó là với một cái ảnh cái shape của chúng ta thì nó sẽ tạo ra được từ à mọi người ấn nào mình sẽ giới thiệu mọi người rõ hơn và bằng việc đó là mình sẽ ấn vào tool này builder này builder và khi mà mọi người ấn vào một cái shape cũng như là một cái xếp là một cái uh, gọi là một cái ảnh ấy, à, một cái vật uh, mình không biết là dùng cái từ gì. Một cái, uh, một, cái uh, một cái một cái xếp. Uh, một cái xếp là một cái gì? Okay. <laughs> Sao mình quên mất cái từ tiếng Việt nó dịch ra là cái gì rồi. Uh, ok, một cái hình dạng. Rồi, thì với một cái hình dạng như thế này khi mọi người ấn vào một cái xếp À, mọi người chuyển vào ở đây nó sẽ có ba chế độ đầu tiên là xếp là cái mà mọi người sẽ dễ hình dung nhất đơn giản là nó chỉ là một cái ảnh thôi này nó sẽ là một cái ảnh thôi nếu như mọi người ấn vào một cái à, đơn giản là nó là một cái bề mặt nếu như mọi người ấn vào bất kỳ một cái bề mặt nào thì nó chính là một cái à, face thứ hai là khi mọi người ấn vào S này mọi người sẽ thấy là nó sẽ có chế độ đó là cạnh thì đơn giản là nó là cạnh thôi và với một một cái hình với mỗi một cái mô đồ trong 3D hoặc là một cái hình trong 3D nó đều được tạo từ shape uh, face và cái cuối cùng là vertex vertex nó chính là điểm thì ở đây khi mọi người chọn vào cái phòng của chúng ta nó chỉ có bốn điểm thôi thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái việc đó là mình sẽ tách những cái điểm này ra để cho nó có thể sử dụng cái poly brush nhé và mọi người có thể tách cái điểm này ra bằng việc đó là chúng ta chọn vào cái uh, để mình xem Subdivide Object ở đây đó, mọi người có thể tách kệ điểm ra bằng chọn vào sub object mọi người có thể chia nhỏ nó ra nữa bằng việc chúng là sub divide object đó nó sẽ chia nhỏ ra và mình chia nhỏ ra này làm để làm cái gì thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người đó là khi mọi người ấn vào cái poly -brush này mọi người chọn vào poly 1 một mọi người ấn vào poly -brush. và mọi người để vào đây đó, mọi người sẽ thấy là những cái điểm mà hồi nãy chúng ta đã chia ấy mọi người có thể thay đổi hình dạng của nó và tăng cái độ lớn cái hình dạng của cái sếp Và cái này rất hữu dụng trong việc Nếu như mọi người chơi những cái game Về uh, có đồi núi hay là uh, Ok Nói chung là có đồi núi hay sông hồ gì đấy Thì mọi người có thể giữ control Để cho nó hạ xuống và ấn uh, Chuột trái bình thường để cho nó tăng lên này Đó, ok rất là tốt Rồi Thì đó là phần giới thiệu với mọi người về vertex Cũng như là s là những cái rất là quan trọng Trong việc đó là vẽ 3D thì uh, đó là cái công cụ đầu tiên. Công cụ thứ hai là smooth thì đơn giản là hồi nãy thì chúng ta có cái công cụ là định hình cái shape rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó mượt lại thôi. Đấy, mượt cho nó mượt lại. Thì thực ra là hiện tại thì cái này mình không nghĩ là nó hữu dụng lắm với mọi người. À, đơn giản là chúng ta còn vài cái nữa, đó là pen này. Cái này thì là giúp cho chúng ta vẽ. rồi à, cái này không vẽ được thì uh, tôi thôi kệ vậy. <laughs> và cái cuối cùng đó là mình sẽ cái này cái này là pen texto có nghĩa là mọi người có thể trực tiếp uh, sử dụng những cái uh, texto có nghĩa là mọi người có thể vẽ đường hay là cái gì đó theo ý thích của mọi người thôi và cái quan trọng nhất của polyverse à thực ra nó không phải là quan trọng nhất đâu uh, cái mà mình muốn giới thiệu với mọi người trong polyverse là cái uh, Scratch Refab on Mask này nếu như mọi người dịch ra tiếng Việt thì có nghĩa là chúng ta đang cần luôn đấy có nghĩa là chúng ta sẽ vẽ những cái prefab trên trực tiếp trên cái mesh của chúng ta thì bây giờ mọi người có thể vẽ cái prefab này bằng việc đó là à, chúng ta đưa vào những cái prefab mà mọi người cần ví dụ như trong cái access của mình thì nó là à, mình muốn đưa vào những cái em che mình không biết cái em che này làm sao nữa ô cái này hình như nó thiếu cái gì đấy đây em này đầu tiên là mình sẽ chọn cái em những cái ghế này nữa ok cái ghế cái em chair và một vài cái ghế khác nhau và đưa nó vào trong prefab current playlist rồi tiếp theo mình sẽ chọn cái bàn đi ví dụ như là bàn tên chắc người ta đặt là thầy bộ đấy đây mình sẽ để cái bàn này vào trong prefab rồi, bây giờ để vẽ những cái này trong game chúng ta để tiện hơn thì mọi người chỉ cần việc làm rất là đơn giản thôi thứ nhất đối với những cái vật mà nó xuất hiện random à một xíu nữa mình sẽ giới thiệu với mọi người à, ví dụ như bây giờ mình muốn vẽ cái bàn này đi thì rất đơn giản mọi người chọn vào cái bàn này đó sau đó thì chúng ta vẽ thôi đấy chọn vào đây và chúng ta đưa cái bàn vào mọi người chỉ cần cứng chuột phải là xong đấy cái rất là đơn giản thì để cái bàn nó ở đúng vị trí trực tiếp của mọi người mong muốn thì mình thấy mọi người có thể sử dụng cái uh, hình như là để outer radius như thế này nó sẽ trực tiếp này. Ok. <laughs> hình như là vậy. Rồi. Uh, tiếp theo thì khi mà mọi người vẽ như vậy á thì đơn giản là nó sẽ tạo ra một cái bàn trực tiếp trên cái uh, trong dưới cái game mà mọi người tạo thôi. Đây nó sẽ tạo ra một cái refab Và cái tiện của cái này là gì Đó là với một game 3D Với một game 3D nha Mình sẽ làm Mình sẽ vẽ cái này để mọi người có thể dễ dàng dùng hơn lại Với một game 3D thì uh, Nó sẽ có rất nhiều thứ Ví dụ như là Mọi người vẽ cái Đây Nó sẽ có rất nhiều cái hình dạng khác nhau Và khi mọi người sử dụng cái Refab này Mọi người vẽ lên ấy thì nó sẽ tự cái Stalker này thì nó sẽ tự động à, nhận dạng được cái chiều cao mà mọi người để vào này ví dụ như hiện tại thì mình để hai cái bàn khác nhau này mọi người sẽ thấy là nó sẽ khác nhau ở vị trí ok rất là tốt thì đó là cái phần mình muốn giới thiệu với mọi người và tiếp theo thì à, khi mọi người để một cái bàn vào chúng ta sẽ để bàn vào rồi mọi người có thể để vào những cái ghế khác nhau thì với những cái object mà nó random và mọi người muốn nó có nhiều, có nghĩa là nó xuất hiện nhiều lần, à nhiều nhiều lại. Thì mọi người ví dụ như ở đây là hai cái ghế khác nhau đúng không? Thì mọi người có thể ấn vào cái ghế này. Uhm, cái này là nó 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 không ổn lắm. <laughs> mình không muốn nó uh, uh, nó nằm ngang như thế này. Và như mọi người thấy là khi mình ấn vào này thì hai cái loại ghế khác nhau nó sẽ xuất hiện chứ không phải là đúng một loại nha. Chứ. chứ lại nhỏ và lại to này thì mọi người có thể thay đổi cái tần suất nó xuất hiện bằng việc đó là đầu tiên chúng ta xóa cái này đi để cho mọi người dễ dụng và mọi người có thể ấn tần suất nó xuất hiện bằng việc cái thanh kéo ở đây này thì cái thanh kéo này thực ra nó chỉ đơn giản là mọi người ấn vào cái frequency ở đây thôi mọi người có thể để vào frequency là một trăm phần trăm có nghĩa là cái ghế này nó sẽ xuất hiện một trăm phần trăm luôn đấy và tiếp theo là chúng ta có một cái là avoid lab này đơn giản là nó sẽ không cho lab lại thôi và rất là khó chịu mình chọn cái này nhé uh, này để không đi ok <laughs> rồi thì đó là những cái option mà mọi người có thể tùy chọn thôi thì với ví dụ như mọi người muốn nó cái cái ghế của chúng ta nó thẳng đứng thì chúng ta sẽ làm như thế nào mình không biết người ta để như thế nào mà tại sao nó nằm ngang vậy nha đây ví dụ như mình lấy lại cái ghế hồi nãy đi thì ở đây mọi người sẽ thấy là nó là thẳng nhưng mà tại sao nó lại nằm ngang thì uh, hiện tại thì cái đơn giản thôi cái mà hình mà mọi người nhìn thấy trong này có nghĩa là cái che một hay là cái nào là che một mình không biết cái này là che một thì vậy ủa sao cái nào cũng là che một vậy cái nào là khác nhau À người ta để tên lại thôi mọi người Thì với những cái hình che 1 như thế này Thì mọi người sẽ thấy là nó có một cái ảnh chung Nhưng mà tại sao hai prefab nó lại khác nhau Thì đơn giản là tại vì Tại sao hai cái prefab nó khác nhau là Ủa cái này đâu phải prefab đâu Cái này là mess mà À đâu là cái này là prefab chứ Ok thôi cả đó đi Thì đơn giản là người ta chỉnh cái prefab đó Xong rồi người ta thay đổi lại cái rotation này thôi mọi người sẽ thấy cái rotation ở đây là trừ 90, trừ 90 đây nha Và mình có thể áp dụng trực tiếp nó bằng việc đó là Mình không rõ là cái ghế nào là ghế một Rồi thì mọi người có thể thay đổi để đưa trực tiếp nó vào trong màn chơi Và dựng nó thẳng đứng lên bằng việc đó chúng ta chọn vào cái ghế một này Chúng ta tích vào cái x ở đây Và thay đổi nó thành trừ 90 Cho nó giống cái hồi nãy mà chúng ta đã xem Tương tự với z là bằng trừ 90 đó. Thì khi này khi mọi người đưa cái vẽ vào trong À, mình chơi thì nó sẽ tự đứng lên thôi và mọi người có thể làm cho nó à, quay cái góc mà ghế bằng việc đó là chúng ta đưa cái à, số này bằng một cái random này đó mọi người nó sẽ thấy nó tự quay thôi và ok rất là đơn giản thì đối với đây là một tự game kinh dị cho nên là mấy cái ghế này nó có thể à, ngồi thế nào cũng được cho nên là mình sẽ để đại nhé này, mọi người có thể để những cái ghế xung quanh bàn như thế này ok vì nó game kinh dị mà cho nên là nó sẽ không có một cái luật lệ nào cả rồi tiếp theo thì uh, mọi người có thể làm tương tự với những cái như, ví dụ như là bút uh, những cái uh, vật trang trí mình không rõ lắm là ở đây nó có nhiều vật trang trí hay không ở à, đây cúp này người thấy kéo vào cái cúp này hoặc là uh, đợi mình xíu nha đợi mình xíu nha Ủa, wow. không lẽ là cái uh, mình thấy có một vài cái quyển sách thì phải không lẽ cái này nó có chỉ như đấy thôi thôi Access này nó cũng không nhiều lắm Book Book hay là cái giá sách đi Như nó là book ấy Này là material à ừ, Ở Đúng rồi, nó là material Book một ok Mình sẽ để hai cái này vào Và Đây là những cái mình muốn để lên trên bàn cho nên là chúng ta sẽ để lên trên bàn trực tiếp như thế này Và mọi người có thể đặt frequency nó 50 cũng được Để chúng ta tạo ra những cái bút nó đẹp hơn Và mọi người muốn vẽ nó ở trên một vật thể nào Thì mọi người ấn vào trực tiếp cái vật thể cái game object đó Và chúng ta sẽ vẽ những cái vật mà chúng ta chọn vào ở dưới cái vật thể nhé Đây ví dụ như thế này Ôi giời Cái bút này to thế có phải là cái bút không đấy phải quyển sách luôn đấy ok thôi mình sẽ tắt nó đi trước đã mình sẽ vẽ lại à, mình thấy nó nằm ở dưới góc là 90 đúng không trừ 90 mình sẽ để cái này từ 0 tới 360 đi còn cái này vẫn là trừ 90 và tương tự với góc đúng không nhỉ ai đâu ở đây trừ 90 90 không và xong rồi rồi xong vậy là chúng ta đã thiết kế xong đơn giản bây giờ là mọi người chỉ cần đưa nó vào thôi thì uh, Ủa khoan đã cái cuốn sách này nó nằm nghiêng nó như thế nào nha mọi người đợi mình xíu nha tại vì mình bị cái uh, lại bị một cái đó là phải hoàn hảo thì nhìn nó mới đẹp trừ uh, 90 ok Ủa oh, tại sao hồi nãy mình chỉnh chưa được nha hình như nó lấy reference ở đây thì phải ok đơn giản là mình sẽ thay lại trừ 90 đây đúng không không lấy 360 rồi ok rất là tốt thì uh, chúng ta đã xong cái phần đó là uh, tạo random và vẽ những cái vật như thế này và sau khi để cái bên thì mọi người cũng có thể tùy chỉnh nó lại đơn giản vậy thôi và với những cái ví dụ như là cái giá sách hay là những cái xung quanh cái bàn á thì mọi người cứ làm tương tự với việc à, sử dụng polybrush này là được và đó là tất cả những gì mà mình muốn giới thiệu với mọi người để thiết kế màn chơi cho nó đẹp mắt nhất và rất là đơn giản và thực ra thì cái công việc này mình nghĩ nó cũng rất tốn thời gian cho nên là mọi người cố gắng thì uh, mọi người cố gắng thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm game rất là tốt và ok và chúc mọi người một buổi cuối tuần vui vẻ hôm nay là mình ghi hành ngày thứ năm và chúc mọi người một buổi cuối tuần vui vẻ và mình đã dành ra nhiều kinh nghiệm và công sức để làm video này dành cho mọi người cho nên là hãy để lại một like và subscribe và chúc tự game của mọi người thành công xin cảm ơn